Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dương Hương tưởng niệm 228 năm ngày mất đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ghi nhanh công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân ở một số địa phương. 65% diện tích lúa xuân rau cấy trên địa bàn tỉnh là lúa chất lượng cao. Biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho nhãn chăn nuôi lợn theo chuỗi liên kết giúp thuận lợi trong khâu tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông, xã Lưu Xá huyện Yên Mỹ tổ chức lễ dân hương tưởng niệm 228 năm ngày mất đại gia y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Dự lễ dân hương có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Trần Thị Thanh Thủy trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Đoàn Văn Hòa giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nguyễn Chi Công chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trần Quốc Văn, Bí thư huyện ủy Văn Lâm, lãnh đạo một số sở ban ngành trong tỉnh, huyện Yên Mỹ cùng các lương y, cán bộ ngành y tế và khách thập phương trong cả nước. Với lòng thành kính, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tấm gương tiêu biểu của người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh, xuất thân trong một gia đình khoa bảng, tư tưởng và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác gắn bó với thực tế xã hội và điều kiện đương thời cuộc đời của ông là hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm tận tâm trong nghề nghiệp nhằm nghiên cứu và chữa bệnh cứu người hải thượng lãn ông đã để, để lại cho thế hệ sau nhiều di sản đồ sộ và quý giá như bộ hải thượng y tông tâm lĩnh bộ thượng kinh ký sự các bộ sách này không chỉ có giá trị về mặt y học mà còn có giá trị văn học lịch sử triết học trong lịch sử y học việt nam ông là người đặt nền móng xây dựng y thuật ông đã có công sưu tầm phát triển và bổ sung 305 vị thuốc nam, thu thập tổng hợp trên 2.800 phương thuốc hay của các bậc tiền bối lưu truyền trong dân gian. Đây là một hoạt động có nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh bậc tổ nghề y của dân tộc. Lễ hội vừa mang yếu tố tâm linh sâu sắc, vừa mang tính chất văn hóa nghệ thuật, thể hiện niềm tự hào của người dân địa phương trong dịp đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 20 tháng 2, 1.800 thanh niên trên địa bàn tỉnh ta sẽ lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc. Đây là niềm tự hào để thanh niên công hiến sức lực trí tuệ cho đất nước, xứng đáng là lực lượng sung kích trong thời kỳ mới. Hiện nay công tác chuẩn bị cho ngày hội giao nhận quân đang được các địa phương chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, để buổi lễ giao quân thật sự là ngày hội của thanh niên lên đường thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Tại huyện Phát Lâm, đến thời điểm này mà công tác chuẩn bị cho ngày hội tổng quân đã được triển khai chặt chẽ đầy đủ đa số thanh niên xác định tốt tư tưởng trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ những bài học truyền thống và công tác chính trị tư tưởng đã giúp các thanh niên xác định được vai trò của bản thân trong nỗ lực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, gia đình để làm tròn nhiệm vụ. À đến giờ phút này thì 100% thanh niên đã nhận đầy đủ quân trang và tư tưởng của thanh niên đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ tinh thần tư tưởng rất phấn khởi về công tác tổ chức cho lễ gia nhập quân ngày mai thì chúng tôi đã hợp với công an để xây dựng một kế hoạch bảo đảm cho lễ gia nhập quân ngày mai an toàn trật tự và nhanh gọn đến nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân được huyện Mỹ Hào triển khai cơ bản hoàn tất từ việc trang trí khánh tiết đến công tác động viên các tân binh trước ngày lên đường Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp chỉ đạo các xã trên địa bàn, tổ chức cho tân binh tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ và trao tặng những món quà nhỏ góp phần động viên khích lệ tinh thần các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Về công tác chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân ngày mai, thì chúng tôi đã bố trí được lượng trang trí khánh tiết đúng theo cái hướng dẫn của Bộ Xuyên tỉnh. Vấn đề thứ hai là vị trí bố trí xe tại khu sân bãi cách đây là 50 m và đã có cái vị trí cụ thể biển các xe vị trí hàng quân của chúng tôi bố trí tại vị trí này sân bãi ở chỗ uh, trung tâm văn hóa thể thao du lịch của huyện tất cả công tác chuẩn bị đã sẵn sàng công tác tổ chức tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ của huyện Phù cử cũng được thực hiện đồng bộ đúng quy trình dân chủ công khai các cơ sở tổ chức gặp trực tiếp công dân và gia đình thực hiện tốt nội dung ba gặp bốn biết, thăm hỏi tặng quà, động viên tân binh, giúp thanh niên yên tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Có thể khẳng định là tư tưởng thanh niên nhập ngũ năm nay đối với huyện Phù Cử ổn định tốt. Năm nay thì huyện Phù Cử có nhiều thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ đã có tác dụng lan tỏa động viên tốt với các thanh niên. Chúng tôi cũng thường xuyên tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức các đoàn công tác xuống thăm động viên tặng quà trực tiếp thanh niên tại các gia đình gia đình rất phấn khởi thanh niên cũng rất yên tâm nên đừng nhập ngũ Đợt giao quân này, 1.800 thanh niên của tỉnh ta sẽ lên đường nhập ngũ ở các đầu mối nhận quân là quân đoàn 2, quân đoàn 3, quân chủng hải quân, đoàn nghi lễ quân đội, bộ tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lữ đoàn 144, bộ tổng tham mưu và bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Trong đó, toàn tỉnh có 27 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Số thanh niên có sức khỏe loại 1 chiếm trên 44,5%. Có 402 thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học, trong đó có 252 thanh niên có trình độ đại học. Do chủ động làm tốt công tác tạo nguồn, công tác tuyên truyền, công tác khẩu phương quân đội, nên chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này được nâng cao. Với truyền thống, nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Hương Yên quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2019 để ngày tổng quân thực sự là ngày hội lớn của tuổi trẻ Hương Yên. Những năm qua, xã Tam Đa huyện Phù Cử luôn quan trọng và làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo tuyển người nào chắc người đó, có phần quan trọng thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương. Năm 2019, xã Tam Đa được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 11 công dân nhập ngũ. Để hoàn thành nhiệm vụ, xã đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến các văn bản thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, niêm yết công khai và thông báo danh sách nam công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua thực hiện các bước của công tác tuyển quân, xã có 14 thanh niên đạt các tiêu chuẩn về đạo đức học vấn, chính trị sẵn sàng nhận lệnh lên đường nhập ngũ, vượt chỉ tiêu quân số được giao. Trong đó có thanh niên Trịnh Tiến Thành ở thôn Tam Đa viết đơn tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Hàng năm, xã Tam Đa đều tổ chức gặp mặt động viên, giao nhiệm vụ cho các thanh niên lên đường nhập ngũ, tạo không khí phấn khởi, yên tâm cho các tân binh trước lúc lên đường. Phát huy truyền thống quê hương, đợt tuyển quân này, huyện Ân Thi có nhiều gương thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Trong số đó tiêu biểu là thanh niên Nguyễn Ngọc Ngạn ở thôn Đào Xá, xã Đào Dương. Ngạn sinh năm 2000, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có ông là liệt sĩ chống Pháp, bố và các chú đều tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Dù cuộc sống có vất vả, nhưng được sự động viên định hướng của bố mẹ lại là diện được tạm miễn, tạm hoãn, gọi nhập ngũ vì là gia đình chính sách, bố là bệnh binh 61%. Nhưng với tinh thần sung kích của tuổi trẻ cùng với phát huy truyền thống của quê hương và gia đình, Ngạn đã hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ngạn chia sẻ, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em luôn ấp ủ ước mơ được bước tiếp truyền thống của gia đình, được đóng góp sức lực nhỏ bé của mình trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Em mong muốn được đứng trong hàng ngũ quân đội để được rèn luyện trưởng thành, qua đó trang bị cho em hành trang vững chắc bước vào cuộc sống. Vì vậy, tuy đang đi làm xa nhà, nhưng nhận được lệnh về sơ khám tuyển của Ban Chỉ huy quân sự xã, Ngạn đã về ngay để thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. Thanh niên Nguyễn Ngọc Ngạn là một thanh niên tiêu biểu của xã Đào Dương. Mặc dù thanh niên và gia đình là thuộc diện tạm miễn nghĩa vụ quân sự, nhưng thanh niên và gia đình ông đã viết đơn tình nguyện và cũng đã tham gia khám các bước sức khỏe và đã trúng tuyển. Thanh niên Nguyễn Ngọc Ngạn là tấm gương cho nhiều đoàn viên thanh niên xã Đào Dương nói riêng, cũng như các bạn trẻ của huyện Ân Thi nói chung học tập nói theo, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới hiện nay. Sáng nay, đảng ủy khối các cơ quan tỉnh công bố quyết định thành lập đảng bộ cục quản lý thị trường tỉnh. Trên cơ sở sắp xếp bộ máy tổ chức từ cuối năm 2018, chi cục quản lý thị trường tỉnh được tổ chức lại thành cục quản lý thị trường tỉnh trực thuộc tổng cục quản lý thị trường bộ Công thương để nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo phù hợp với thay đổi và nhiệm vụ mới. Ngày 14 tháng 1 năm 2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã ban hành quyết định số 261 thành lập Đảng bộ Cục Quản lý Thị trường tỉnh trên cơ sở tổ chức đảng của Chi bộ Quản lý Thị trường tỉnh. Đảng bộ Cục Quản lý Thị trường có 9 chi bộ với 65 đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 315 về việc tập trung chỉ đạo đồng bộ quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Hiện nay, trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết diễn biến phức tạp làm giảm sức đề kháng của vật nuôi và tạo điều kiện cho mầm bệnh phát tán lây lan. Để tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh động vật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, thuốc hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo kiểm tra việc tổng vệ sinh toàn tỉnh tiêu trùng, khử độc toàn bộ các chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, mua bán lợn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý ngay các ổ dịch khi dịch bệnh mới được phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, thiệt hại kinh tế cho các hộ chăn nuôi. Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật không đúng quy định. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh khử trùng, phòng trừ dịch bệnh để mạnh xây dựng vùng cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm an toàn dịch bệnh. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường toàn bộ các chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ mua bán lợn trên địa bàn tỉnh. Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí vật tư hóa chất phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống khi có dịch bệnh xảy ra. Chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật. Nơi nào buông lỏng quản lý thiếu trách nhiệm để xảy ra bệnh động vật thì chủ tịch ủy ban nhân dân địa phương đó phải chịu trách nhiệm tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp an toàn dịch bệnh. Trong những năm gần đây, giá lợn trên thị trường không ổn định, gây khó khăn cho nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Tuy vậy ở rất nhiều địa phương các trang trại đã liên kết chăn nuôi lợn theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ thông qua mô hình hợp tác xã. Cách làm này tạo ra thị trường tiêu thụ ổn định, bảo đảm hiệu quả chăn nuôi. Trước đây, trang trại chăn nuôi lợn của ông Vũ Minh Chiến cũng như các trang trại chăn nuôi ở xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ. Mỗi khi giá lợn trên thị trường xuống thấp thì việc chăn nuôi duy trì đàn gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, tháng 11 năm 2017, ông Chiến cùng với 18 hộ trong xã đứng lên thành lập hợp tác xã chăn nuôi lợn thịt để đảm bảo quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hợp tác xã đã phối hợp với các doanh nghiệp, viện chăn nuôi để được cung ứng nguồn thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Các thành viên trong hợp tác xã đều đầu tư xây dựng chuồng trại hiện đại khép kín nhằm tránh ảnh hưởng của thời tiết, khống chế dịch bệnh. Nhờ đó, chất lượng thịt xuất chuồng luôn đảm bảo các công ty chế biến thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh đến tận nơi thu mua với giá cao hơn thị trường. Năm 2018, tổng doanh thu của hợp tác xã đạt gần 20 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với chăn nuôi nhỏ lẻ trước đây. Cái được cái lớn nhất của chúng tôi cái hợp tác xã đây là anh em cùng bảo ban nhau làm không? và những cái khi lúc dịch bệnh khó khăn là anh em chúng tôi ngồi bàn tán những cái công việc nó nó rất thiết thực. Cái thứ hai nữa là huy động được cái 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 nguồn vốn nhàn rỗi trong dân là chúng tôi anh em rất phấn khởi là là tập trung đấy. Thì khi vào hợp tác xã này thì anh em chúng tôi thì giờ tiêu thụ con lợn nó cũng rất dễ dàng và chúng tôi tôi bán ra thị trường cái con lợn chúng tôi cũng dám đã khẳng định được là con lợn tôi là là chất lượng. Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn xô Việt, xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm được thành lập năm 2016. Sau khi thành lập hợp tác xã, số lượng đàn lợn hợp lại lớn đã cho phép các gia đình mua trực tiếp thức ăn chăn nuôi từ các nhà máy thông qua đại diện hợp tác xã với giá thấp và được tư vấn kỹ thuật chăn nuôi cách phòng ngừa dịch bệnh cho lợn. Nhờ vậy đã giảm được khoảng 10% chi phí thức ăn chăn nuôi và thuốc phòng trừ dịch bệnh trên đàn lợn, hạ giá thành sản phẩm. Mặt khác, do tuân thủ chặt chẽ quy trình nuôi lợn theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kết hợp chăn nuôi với tự giết mổ và chế biến thịt lợn thành các sản phẩm quy cách đã giúp gia tăng giá trị thu nhập của đàn lợn nuôi lên 5 đến 7%. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp chăn nuôi nói trên, đến nay hợp tác xã Siêu Việt đã duy trì được đàn lợn nuôi thường xuyên 3.000 con, mỗi năm xuất bán ra thị trường hơn 200 tấn thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, doanh thu đạt gần 12 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 300 triệu đồng trên năm. Trong liên kết với nhau theo chuỗi là hợp tác xã là phân công là có người thì chuyên quản lý về đầu vào, người thì chuyên sản xuất con giống và người thì sản xuất đầu ra và tiêu thụ ra thị trường. Hiệu quả liên kết thì nó đảm bảo được cái chất lượng của đầu ra để cho bà con khi tiêu và người tiêu dùng là nó đảm bảo được cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thì không ảnh hưởng đến các cái dịch bệnh mình quản lý được. Hiện nay tổng đàn lợn toàn tỉnh đạt trên 600.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng gần 150.000 tấn đã có trên 20 hợp tác xã chăn nuôi lợn được thành lập với khoảng 300 trang trại chăn nuôi. Chăn nuôi lợn phải gắn với chuỗi ngành hàng. Từ chăn nuôi đến giết mổ, đến chế biến và và với thị trường. Để làm việc đó thì chúng ta phải thực hiện cho tốt cái kế hoạch 200 của tỉnh về phát triển các chăn nuôi các hợp tác xã kiểu mới làm sao là đảm bảo được cái cùng đầu vào cùng khoa học kỹ thuật và đặc biệt là liên kết sản xuất để giải quyết khâu đầu ra gắn với thị trường tiêu thụ. Muốn phát triển rộng thì tất cả các trang trại đều phải có cái kịch bản tiêu thụ. Tiêu thụ được thị trường đến đâu thì mở quy mô đến đó mà phải đảm bảo được ba vấn đề. Một là phải an toàn thực phẩm, hai là an toàn dịch bệnh, ba là an toàn môi trường. Phát triển chăn nuôi lợn theo chuỗi là một trong những cách làm được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo nhằm tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi trong thời gian tới. Mô hình này tạo ra sản phẩm đồng đều, bảo đảm chất lượng, tăng sức cạnh tranh, giúp người chăn nuôi yên tâm về đầu ra, hạn chế rủi ro. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng năng suất chất lượng trên cùng diện tích rau cấy, vụ Xuân này toàn tỉnh phấn đấu rau cấy trên 65% diện tích là lúa chất lượng cao. Vụ Xuân này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã mở rộng rau cấy diện tích lúa chất lượng cao gồm trên 20.000 ha trên tổng số 31.600 ha diện tích rau cấy lúa vụ Xuân chủ yếu là các giống lúa như Bắc Thơm số 7, Thiên Yêu 8, DG2, HN6, Nếp Thơm Hương Yên, Nếp Các Loại. Các địa phương giao cấy nhiều diện tích lúa chất lượng cao như Khoái Châu Yên Mỹ Mỹ Hào. Hiện toàn tỉnh đã giao cấy được trên 20.000 ha và phân đấu hoàn thành kế hoạch giao cấy trước ngày 5 tháng 3 tới. để ổn định tình hình chăn nuôi, ngay sau Tết Nguyên đán, các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hương Yên đã nhập đàn vật nuôi mới và chủ động các biện pháp chăm sóc phòng trừ dịch bệnh. Do lượng gia súc gia cầm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán lớn, nên ngay sau Tết, nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã chủ động nhập đàn vật nuôi mới. Theo trạm thú y thành phố, đàn vật nuôi của thành phố luôn duy trì ổn định với tổng số gần 40.000 con gia súc và trên 1 triệu con gia cầm, tập trung ở các xã Hoàng Hanh, Tân Hưng, Trung Nghĩa, Hùng Cường, Phú Cường. Để đảm bảo cho đàn vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt, trước khi nhập đàn vật nuôi mới, các hộ gia đình phải chuẩn bị sẵn trùng nuôi, phun thuốc tiêu độc cửa trùng xung quanh khu vực chăn nuôi, đồng thời chuẩn bị sẵn nguồn thức ăn và vaccine phòng dịch cho đàn vật nuôi. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua là điều kiện bất thuận cho nhãn xa hoa, đậu quả và thuận lợi cho sâu bệnh gây hại phát triển. Do vậy, để đảm bảo năng suất chất lượng các chủ vườn cần chủ động biện pháp chăm sóc, và phòng trừ sâu bệnh cho nhãn. Những ngày vừa qua nhiệt độ tăng cao, thời tiết nắng nóng đã làm cho phần lớn các diện tích nhãn trên địa bàn tỉnh ta phát lọc mạnh, gây khó khăn cho việc ra hoa đậu quả. Trước tình hình trên, gia đình ông Bùi Xuân Sử, thôn Nễ Châu xã Hồng Nam thành phố Hương Yên đã áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật để xử lý cho 1,6 mẫu nhãn của gia đình, giúp cây ra hoa đúng thời điểm. Gia đình khi mà thấy trà uh, nó đùn lên nó được khoảng 5 phân thế nhưng hiện tại là cái mắt cua tỷ lệ mắt cua nó nó rất ít mà tỷ lệ lá thì nó rất nhiều thế thì những cái thời cộng với cả thời tiết nó không ủng hộ cho cái nhãn thì chắc chắn nó sẽ bỏ mắt cua và nó đồng thời nó lên được cái lọc gia đình có phun cái phlo 94 với nồng độ cực nhẹ thoáng qua thôi để làm sao để ức chế cái lá này không cho cái lá sinh trưởng nữa và đồng thời cái lá đã không sinh trưởng thì cái mắt cua nó sẽ có đà để nó đẩy lên đây cũng như ví dụ đây trên một cây trên một cành Thế thì gia đình có phun phun cái phó trên tư thì không phun hết cả cây mà phun theo kiểu là cành phun cành bỏ cành phun bỏ thì sau này muốn là rằng là cây nhãn nó sẽ ra hình thức sôi lỗ thế thì không đỡ phải cất cắt tỉa mới hai là cái cây lúc nào còn nó cũng rất khỏe thế thì gia đình có phun ví dụ như cành này đấy phun thì bây giờ nó thế này còn nếu mà những cành mà nó không không xử lý thì nó lại như thế này đây do khí hậu biến đổi bất thường thời tiết nắng nóng kèm theo mưa là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh như dày trồng cánh, dẹp muội, bọ trĩ, tấn công và gây hại. Do vậy, một mặt các chủ vườn cần áp dụng các biện pháp chăm sóc để cây ra hoa đậu quả đúng thời điểm. Một mặt cần tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch bệnh gây hại theo đúng hướng dẫn của Tri Cục Bảo vệ Thực vật tỉnh. Đề nghị bà con nông dân lưu uh, ý và chủ động phòng trừ. Uh, đối với bệnh uh, sương mai thán thư, bệnh sẽ phát sinh, phát triển mạnh từ khi cây nhãn phát triển giò hoa cho đến khi đậu quả non và thời điểm phòng trừ đạt hiệu quả nhất vào cái thời điểm là trước khi hoa đỏ bằng các cái thuốc đặc trị như là phytosai, ziromin, nếu mà xuất hiện các cái loại côn trùng như bọ xít, bọ trĩ hại hoa dẹp muội với một độ cao thì ta có thể phối hợp với một trong các cái thuốc như là sẹc như là vitasil hoặc Pegasus để phòng trừ. Để đảm bảo năng suất chất lượng tăng hiệu quả kinh tế cao cho vụ nhãn năm 2019, bà con nông dân cần bắt tay ngay vào việc áp dụng khoa học kỹ thuật để giúp cây ra hoa đậu quả đúng thời điểm, đồng thời chủ động theo dõi tình hình sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên, ngoài phần lớn thời lượng của chương trình để phản ánh về lễ giao nhận quân, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ ở các địa phương trong tỉnh. Chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây. Học sinh trường Trung học cơ sở Trung Mạnh Trinh huyện Phan Giang chế tạo thành công máy nông nghiệp đa năng. Xe quá khổ quá tải vẫn hoạt động trên đường 384 qua xã Xuân Trúc huyện Ân Thi. Nghệ nhân hát văn Nguyễn Mạnh Cường hát phục vụ khách đi lễ đầu năm. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.